Tập 31. Còn tăng ca sao? Anh hù chết em rồi. Sao anh vào được đây? Không bị ai nhìn thấy chứ? Anh biết nơi phá giải mật mã không được tùy tiện ra vào. Anh có thể để cho người khác nhìn thấy được sao? Hơn nữa, đã trễ như vậy rồi, tòa nhà này cũng không còn ai nữa, chỉ có em. Em đoán xem anh mang gì tới cho em. Sao anh biết hộp lần trước em vừa mới ăn hết? Anh tính đó. Yên tâm đi, anh đã khóa cửa rồi. Hôm nay có chính sự cần thảo luận với em. Chuyện gì vậy? Rõ ràng như vậy rồi, chúng ta đều có thể lập công nhận thưởng. Nếu như thật sự có thể lập công, anh viết bản báo cáo tình yêu thêm lần nữa, nói không chừng tổ chức sẽ phá lệ mà phê chuẩn. Anh muốn hỏi qua ý kiến của em. Việc này em vẫn chưa nói với ba mẹ em. Em muốn nghe thử ý kiến của họ. Xa biết bao, em còn phải về Thượng Hải một chuyến. Không cần, vừa lúc cha em nói đến giao lưu giảng dạy với Đại học Minh Châu, vốn dĩ cuối tuần này em muốn xin phép để đi thăm họ. Thật sao? Vậy anh đi cùng với em. Thích hợp không? Con rể xấu, sớm muộn gì cũng phải gặp cha mẹ vợ. Hơn nữa, khó khăn lắm họ mới tới Ninh Châu một lần. Không phải anh nên tới thăm hỏi hay sao? Quyết định vậy đi. Paul nói, Donia, đợi khi loạn lạc kết thúc, anh có lòng tin có thể trở thành một thợ máy. Nếu như em không từ chối anh, nếu như em thật lòng yêu anh, không phải là trò đùa, tới lúc đó anh nguyện làm người chồng tốt của em. Anh mãi mãi sẽ không ức hiếp em. Nếu như anh làm những việc tổn thương tới em, anh sẽ chết ngay lập tức. Bọn họ không dám ôm nhau ngủ, sợ mẹ của cô ấy nhìn thấy sẽ không vui, cho nên bọn họ tách nhau ra. Vào lúc trước khi đi ngủ, bọn họ nhìn vào mắt nhau mà đưa ra lời thề trang nghiêm. Thì trời cũng dần dần sáng rồi. Lệnh khen thưởng. Trong quá trình phá giải tử mật lần này, những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc dưới đây nay được khen thưởng. Mời những người được khen thưởng lên sân khấu. Cậu có mặt mũi lên sân khấu nhận thưởng không? Cậu có ý gì? Cậu đã làm gì? Trong lòng cậu hiểu rõ. Tôi cho cậu thêm một cơ hội.
Tôi đã giải thích với cậu rồi. Lúc đó súng của tôi bị kẹt đạn. Có phải cậu muốn thấy tôi chết cậu mới hài lòng không? Được rồi, đừng nói nữa. Nhanh chóng lên sân khấu. Tôi tuyên bố danh sách khen thưởng. Hạng nhất tập thể, nhóm Quy, đơn vị đặc biệt 701. Hạng 3 cá nhân, Nghiêm Thực, Phan Sâm, Hàn Băng, Trác Ly. Hạng 2 cá nhân, Triệu Kỳ Dinh, Mạnh Tiểu Dân. Hạng nhất cá nhân, Dung Kim Trân. Tôi đề nghị toàn bộ đứng dậy. Gửi lời chào tới đồng chí Dung Kim Trân. Hôm nay chúng ta gói sủi cảo để chúc mừng đi. Đợi đã. Có tình hình. Tôi rất thích anh ấy. Hình như tôi nghe được nhóm các cô gái đang hướng về phía chúng ta. Không nghiêm túc. Không phải. Ký tên đi. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi rất thích anh. Ký tên cho tôi đi. Cảm ơn, cảm ơn. Đẹp trai quá. Nghiêm Thực, cô nói xem các đồng chí nữ bây giờ có mắt nhìn hay không vậy? Anh là công hạng 2 đó, Phan Sâm là hạng 3, Triệu Kỳ Dinh, đồng chí Mạnh Tiểu Dân, đồng chí Mạnh Tiểu Dân. Cậu chính là đồng chí Mạnh Tiểu Dân sao? Tôi là Mạnh Tiểu Dân, chào cậu. Tôi là đầu bếp ở căng tin số 2, Bành Xuân Hoa. Gặp được cậu, tôi rất kích động, kích động lắm. Chào chị, đồng chí Xuân Hoa, chào chị. Ngồi một mình nghĩ gì đó?
Sao tôi cảm thấy gần đây cậu không được vui? Giữa cậu và Triệu Kỳ Dinh rốt cuộc là sao vậy? Không liên quan tới cậu. Cậu cho là tai của Mạnh Tiểu Dân tôi để không sao? Những lời hai người nói tôi đều nghe thấy hết rồi. Nếu như cậu đã nghe rồi, vậy tôi hỏi cậu một câu. Mạnh Tiểu Dân, huynh đệ là gì? Là sao? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng huynh đệ chính là ở trên chiến trường, đồng đội đều tử chiến hết rồi, chỉ còn lại hai người họ. Họ cũng có thể tựa lưng vào nhau tiếp tục đánh cho tới viên đạn cuối cùng, cũng sẽ không lo lắng sẽ bị đạn bắn vào lưng, bởi vì bọn họ biết người ở phía sau thà rằng chết cùng với cậu ta cũng không muốn bỏ lại mình cậu ta để chạy. Huynh đệ chính là sau khi cậu mặc lên bộ áo giáp sẽ là đôi mắt phía sau của cậu. Lúc cậu ấy thấy người bắn về phía cậu, cậu ấy sẽ không hề do dự mà đứng ra đỡ giúp cậu chắn viên đạn đó, cho dù phải hy sinh cả bản thân mình. Đó chính là huynh đệ, những đồng đội của chúng ta. Ai không phải vậy? Huynh đệ như cậu nói, nếu thật sự trên chiến trường, cậu dám tin tưởng tôi không? Cậu dám giao tính mạng của mình vào tay tôi không? Vào lúc cậu thấy có người bắn đạn về phía tôi mà súng cậu lại bị kẹt đạn, cậu không thể phản kháng, thì cậu sẽ làm gì? Sẽ bỏ tôi lại bỏ trốn, hay là đứng ra giúp tôi chắn viên đạn đó vì tôi mà chết? Tôi hiểu rồi. Vào lúc cứu Dung Kim Trân bên bờ sông, Triệu Kỳ Dinh dứt bỏ huynh đệ, chỉ lo bản thân chạy trốn. Là như vậy đúng không? Đúng. Cậu ta chính là tên lính bỏ trốn. Cậu ta bán đứng huynh đệ của mình. Nhưng tôi không tố cáo cậu ta. Tôi muốn cho cậu ta một cơ hội. Tôi muốn bản thân cậu ta hiểu rõ. Cậu ta không làm được. Tôi hết lần này tới lần khác hỏi bản thân. Hàn Băng, nếu như lúc đó là súng của tôi bị kẹt đạn, tôi nhìn thấy viên đạn đó bắn về phía Dung Kim Trân, tôi sẽ làm thế nào? Để lại Dung Kim Trân bỏ trốn, hay là mặc kệ tất cả mà xông lên đỡ phát súng đó cho Dung Kim Trân, chết cùng với cậu ấy? Câu hỏi này tôi đã hỏi bản thân 10 lần vẫn không có đáp án. Tại sao? Bởi vì khẩu súng này vẫn chưa thật sự chỉ vào đầu của tôi. Nhưng nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ làm gì? Đè vào đi. Không phản ứng. Mạnh hơn nữa.
mạnh hơn. Tôi có một suy nghĩ to gan. Anh nói hù dọa người có được coi là kích thích không? Đương nhiên là được. Tiểu Dung sợ nhất Đại Bảo. Tôi sẽ dắt Đại Bảo tới đây thử. Được đó, anh dám. Chủ nhiệm Dương, tôi cầu xin các người, ý kiến này mà các anh cũng nghĩ ra được. Còn muốn thả chó cắn người? Không phải cắn người, là dọa người. Dọa người cũng không được. Ý kiến này thật ra có hơi tàn bạo. Xem ra tôi phải đổi chiêu khác. Cậu còn chiêu khác? Nhìn từ góc độ trung y, cường gân hoạt huyết là có tác dụng nhất. Vậy thì phải chăm cứu rồi. Đúng vậy, đúng đúng. Chăm cứu. Phong Tử, Phong Tử. Nào, các thành viên của tiểu đội quy chúng ta khó mà tụ tập đầy đủ. Như vậy đi, vì chúng ta đều đã lập công được khen thưởng. Cạn một ly nào. Nào, nào, chúng ta cạn ly. Cái đó chúc cho Dung Kim Trân sớm ngày tỉnh lại. Cạn một ly. Nào nào. Nào. Hôm nay chúng ta đừng nghiêm túc như vậy nữa, có được không? Như vậy đi, hôm nay mỗi người chúng ta đều phát biểu cảm nghĩ khi được khen thưởng đi. Như vậy đi, chúng ta bắt đầu từ nhóm trưởng Hàn Băng đi. Nào, mọi người vỗ tay nào. Tôi không có gì để nói cả. Cái đó, nhóm trưởng Hàn không giỏi biểu đạt. Chúng ta như vậy đi, chúng ta bắt đầu từ người được khen thưởng hạng 2, Triệu Kỳ Dinh, bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Nào, mọi người vỗ tay đi. Tôi Triệu Kỳ Dinh, xuất thân nghèo khó, có thể tới 701, có thể lập công hạng 2. Tôi phải cảm ơn công ơn bồi dưỡng của tổ chức và lãnh đạo. Càng không thể không nói tới đồng đội, còn có sự chăm sóc của các anh chị em. Hôm nay tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người. Đó chính là nhóm trưởng Hàn Băng. Cậu ấy cư xử chính trực, tấm lòng bao la. Tôi bội phục cậu ấy.
hai chúng ta từng có sự hiểu lầm. Tôi rất muốn mượn cơ hội ngày hôm nay, muốn kính cậu ấy một ly, hy vọng có thể nói hết những gì giữa hai chúng ta. Thực ra công hạng hai này nên là của cậu. Tôi chỉ xứng với công hạng ba thôi. Chỉ vì cái miệng này của tôi, tôi không nên nói cậu giết Trần Giang Niên là vì muốn báo thù riêng. Hôm nay Triệu Kỳ Vinh tôi chính thức xin lỗi cậu. Xin lỗi. Cậu không xứng. Cậu ấy có ý gì vậy? Từ lúc làm nhiệm vụ trở về, cậu ấy cứ bộ mặt đó, bày ra vẻ mặt đó cho ai coi? Cậu ta không phải chỉ là nhóm trưởng thôi sao? Hơn nữa, Triệu Kỳ Vinh cũng đã xin lỗi cậu ta rồi, cậu ta còn muốn gì nữa? Ngồi xuống. Chuyện này cũng không thể trách cậu ấy. Đương nhiên không thể trách cậu ấy. Triệu Kỳ Vinh, tôi hỏi cậu, ở bên bờ sông lúc giao chiến với địch, có phải cậu đã bỏ lại Dung Kim Trân, bỏ chạy một mình hay không? Có phải như vậy không? Tôi đang hỏi cậu đó, có phải không? Lúc đó tôi... Lúc đó súng của tôi bị kẹt đạn. Lúc đó súng của tôi thật sự bị kẹt đạn. Nếu các người không tin, đợi đầu to tỉnh lại, các người có thể hỏi cậu ấy. Cậu ấy có thể giúp tôi làm chứng. Lúc đó cho là tôi quay lại thì hai chúng tôi cũng sẽ chết. Hôm nay sẽ có thêm một người nằm ở đó bất tỉnh nhân sự mà thôi. Đúng. Có thể tôi không cứu được anh em của tôi, nhưng tôi có thể chết cùng với anh em của tôi. Triệu Kỳ Vinh, bắt đầu từ hôm nay, cậu không phải là anh em của tôi. Triệu Kỳ Vinh, những lời cậu nói lúc nãy là thật sao? Tôi nói lại một lần nữa. Lúc đó súng của tôi bị kẹt đạn. Tên đó vẫn luôn cầm súng đuổi theo tôi mà bắn. Tôi chỉ có thể ẩn nấp trước.
Trương Thiên Trân thật là mắt mù. Mới xem cậu là anh em. Cậu là kẻ bạc nhược. Cậu là tên lính bỏ trốn. Súng của tôi bị kẹt đạn. Đầu to, quay lại. Chúng ta đều là tay súng cừ khôi, mỗi một viên đạn tiêu diệt kẻ địch. Chúng ta đều là anh hùng. Xin lỗi đồng chí, anh uống sai rồi. Theo quy định, anh cần phải rời khỏi văn phòng. Các người biết tôi là ai không? Bây giờ tôi long trọng giới thiệu bản thân tôi cho các người. Tôi là thành viên của tiểu đội Quy. Tên là Triệu Kỳ Vinh. Quan trọng nhất, tôi là anh hùng chiến đấu. Là ai cũng không được. Đây là kỷ luật của bảo vệ. Không tin đúng không? Tôi cho các cậu xem. Đích thân thủ trưởng phê duyệt phát cho tôi. Tôi đọc cho các người nghe nha. Đồng chí Triệu Kỳ Vinh, lập công hạng 2, đặc biệt phát bằng khen này để khen thưởng. Tôi là anh hùng chiến đấu. Bây giờ anh hùng chiến đấu phải đi gọi điện cho mẹ đây. Phải báo cho mẹ biết vinh quang của tôi. Phải chia sẻ với bà ấy. Tránh ra. Tránh ra để tôi gọi điện. Triệu Kỳ Vinh, có. Sở trưởng Lý, cậu đang làm gì đó? Báo cáo. Việc này tôi muốn gọi điện cho mẹ tôi. Chỉ nói hai câu thôi. Vậy cậu bảo đảm không nói bừa? Tôi bảo đảm. Anh nhìn tôi gọi là được. Trương Minh Lệ, có điện thoại. Đến đây. Alo, alo, mẹ, Kỳ Vinh, mẹ, là con. Con sao vậy? Con không sao cả. Con không sao cả. Con chỉ là nhớ mẹ thôi. Ông ấy có còn đánh mẹ không? Kể từ lần trước con gửi thư về, ông ấy nhìn thấy hình con mặc quân trang thì không đánh mẹ nữa. Thái độ mỗi ngày đều rất tốt, cũng không dám uống sai nữa. Bây giờ món nợ của ông ấy cũng trả gần xong rồi. Kỳ Vinh à, sau này
con đừng gửi tiền về nhiều như vậy nữa. Để lại lo cho bản thân đi. Mẹ cũng không thể ở bên con. Con phải chăm sóc bản thân cho tốt. Con biết rồi. Đúng rồi mẹ. Con nói mẹ nghe một chuyện. Cái đó con lập công rồi, hạng 2. Đơn vị còn phát giấy khen cho con, còn có huân chương nữa. Mẹ, mẹ sao vậy? Không sao. Mẹ rất vui. Con trai mẹ lập công rồi, mẹ tự hào. Kỳ Vinh à, mẹ cực khổ như vậy chính là hy vọng con có thể đường đường chính chính làm việc gì đó cho đất nước. Những năm nay không phí công mẹ dạy dỗ con, có ích rồi, có ích rồi. Mẹ không nói với con nữa, mẹ phải trở về rửa chén đây. Con phải chăm sóc bản thân cho tốt, không được phụ vinh dự mà đơn vị đã cho con. Con biết rồi. Mẹ yên tâm đi, con sẽ sống tốt. Em không có tư cách mắng Triệu Kỳ Vinh. Cậu ta không bảo vệ được cho Dung Kim Trân. Em cũng không bảo vệ cậu ấy tốt. Thực ra em và cậu ta giống nhau. Nếu như cả đời này Dung Kim Trân thật sự không tỉnh lại, em phải làm sao? Nếu thật sự như vậy, sau này em còn mặt mũi nào đi gặp anh nữa? A Năng, Dung Kim Trân nghe lời anh nhất. Xin anh đó cho em chút sức mạnh, giúp em nghĩ cách để cậu ấy tỉnh lại đi, được không? Viện trưởng, cái này là tiểu đội Huy gửi tới, báo cáo khẩn cấp, được.
Tôi vừa mới nhận được báo cáo khẩn cấp của toàn bộ thành viên tiểu đội Quy ký tên, toàn bộ bọn họ cầu xin giúp cậu. Nói khi chuyện xảy ra, súng của cậu bị kẹt đạn, cũng có nghĩa là về mặt khách quan, cậu không thể tiếp tục tham gia chiến đấu, cho nên mới bỏ chạy. Cái này có phải sự thật hay không? Phải. Có nhân chứng không? Có. Ai? Dung Kim Trân. Được. Nhưng nếu Dung Kim Trân không thể tỉnh lại thì sẽ không còn ai có thể làm chứng cho cậu rồi. Cậu còn có lời nào muốn nói nữa không? Đầu to, cậu quay lại. Viện trưởng Cao, tôi thừa nhận là tôi bỏ rơi Dung Kim Trân. Tôi tham sống sợ chết là do tôi muốn sống nên mới bỏ lại Dung Kim Trân. Tôi có lỗi với Dung Kim Trân. Tôi có lỗi với tổ chức. Tôi là một kẻ bạc nhược. Tôi là một tên lính bỏ trốn. Cuối cùng cậu cũng nói hết những lời trong lòng ra rồi. Tôi không muốn cả đời này đều gặp ác mộng. Trịnh Sở, Triệu Kỳ Dinh nói có thể là sự thật. Súng của cậu ấy có thể bị kẹt thật sự. Cậu đừng nói nữa. Tôi sẽ không xin giúp cậu ấy. Ai cũng không bảo vệ được cậu ấy. Cho dù lời cậu ấy nói là thật, cũng chỉ là lời nói một phía, không ai làm chứng. Nếu như có người thứ hai làm chứng cho cậu ấy, có phải có thể giúp cậu ấy tranh thủ một cơ hội xử phạt khoan hồng? Viện trưởng, đây là sóng điện não gần đây của đồng chí Dung Kim Trân. Đây là kết quả chẩn đoán của chúng tôi. Các anh là chuyên gia, tôi tin tưởng các anh. Bác sĩ, có lời gì anh cứ nói thẳng. Bình thường sau phẫu thuật 10 ngày là thời kỳ hồi phục dần. Lúc đó chúng tôi nhìn phản ứng sóng điện não hiển thị rất rõ ràng, cho nên chúng tôi mãi không từ bỏ chữa trị. Bây giờ xem ra chúng tôi cho rằng xác suất tỉnh lại của đồng chí Dung Kim Trân là rất ít. Rất ít là bao nhiêu? Bác sĩ, anh nói tôi biết là 10% hay là 1%? Có thể nói như vậy. Theo góc độ y học mà nói, hy vọng rất mong manh. Vậy ý anh là không có hy vọng sao? Trác Ly, đừng nôn nóng. Một mặt chúng ta phải tôn trọng khoa học, mặt khác chúng ta tuyệt đối không từ bỏ hy vọng. Dương khí lên lại, có dư thừa. Chăm cú huyệt bách hội. Huyệt bách hội, phần đầu, phía trước lên 5 tấc. 5 tấc hoặc là điểm chính giữa hai giái tai.
chính là chỗ này. Bình tĩnh. Tôi rất bình tĩnh. Phong Tử, cậu có nắm chắc không? Không. Tôi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa, sao cũng phải thử. Vậy thì thử đi. Dừng tay. Anh làm gì vậy? Chăm cứu cho cậu ấy. Ra ngoài. Các anh ra ngoài cho tôi. Hai anh bệnh thật rồi. Phải thử. Sao không thử trên người mình chứ? Tiểu Trác, cô đừng nôn nóng. Chúng tôi đã thử trên người mình rồi. Cô xem Phong Tử, anh ta chăm cứu rất nhiều, không điên chút nào nữa. Còn nữa, bệnh đau đầu của tôi, sau khi chăm một cái đã không còn đau nữa. Xin hai người đó đừng gây rối nữa có được không? Oh.